chẳng dữ. Hôm nay mình đã trễ hẹn 15 phút. Lý do bắt làm đẹp. Alo, cả nhà ơi, có ai đang xem không? Đôi mắt này là đôi mắt đa tình hay là đôi mắt đang bị bệnh? Đố mọi người. Thần thái chị. Thần thái. Mặc dù bệnh nhưng make up vô nó vẫn che hết và rất tươi nha bà con. Chúc cho bà con coi cái này nghiêm. Xin chào cả nhà, chào nhà Trần, chào Nguyễn Nhung. Rồi cảm ơn mọi người, trời like lia lịa, thả tim lia lịa. Cảm ơn Duy Khoa. Rồi chào Duyên Duyên. Hôm nay Tường sorry nha, Tường có hơi trễ. Thần thái quá chị ơi, cảm ơn Vương Phi. Hôm nay Tường có hơi trễ hẹn. Bữa hôm hẹn là 7 giờ, nhưng bây giờ 7 giờ 15 rồi. Trễ 15 phút. Lý do máng đột quỵ. Nghe thấy ghê không? Thiệt. Thấy mặt tươi vậy đó, chứ tan nát bên trong á. Đáng lẽ dự kiến là bữa nay sẽ quất một cái gọi là, sẽ quất một cái bộ đồ xấu vậy nè, đó, chuẩn bị sẵn một cái spray 8 triệu sâu xuống vậy nè. Mà cuối cùng bị sự cố nát bét hai bên đây rồi, cho nên mặc đồ kính cổ. Hẹn lại livestream sau sẽ khoe hàng nha. Em chờ mãi hả? Sorry Nguyễn Thảo nha. Quỳnh Húc nhỏ ơi, chị Tường không có bán cầu gừng em ơi. Tường chỉ mua xài thôi, không có bán nha bé. Bộ trị nám tặng bao nhiêu vậy chị? Bộ trị nám tặng bao nhiêu là sao? Tặng bao nhiêu? Mua trị nám, bên em mua trị nám tặng mặt nạ thôi. Bên chị là mua trị nám tặng mặt nạ. Duyên Duyên là em để lại số điện thoại nha, nhân viên của chị tư vấn cho em nha. À, chào cả nhà mọi người ơi, vẫn như thường lệ ha, bây giờ mọi người bắt đầu share livestream một các Tường về Facebook cá nhân và share vào nhiều nhóm bạn, Tường sẽ tặng quà cho cả nhà nha. Hôm nay giới thiệu quà trước, phần quà, mỗi phần quà cũng là ba cái mặt nạ làm trắng da 2-in-1 Waymart Perfection nha. Ngày hôm nay là chỉ còn ngủ một đêm sau khi cái livestream này, sáng mai chúng ta sẽ chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 20 tháng 10 nha quý vị. Cho nên là phải có quà. Chị bữa nay comment hôm nay chia sẻ livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân, chia sẻ vào nhiều nhóm bạn, xong rồi chụp màn hình inbox gửi cho Cát Tường để ngày mai nhận quà nhân ngày 20 tháng 10 nha. Mỗi phần quà là 210.000 là ba cái mặt nạ, mỗi cái mặt nạ là 70.000. Hôm nay nó nhỏ xíu dưỡng, hôm nay bị bệnh thương lắm. Vậy hả, Hàng Bên Bông cảm ơn nhiều. Chào Trần Thị Hiếu. Mọi người vô đông là tôi mới cho mọi người coi tôi bệnh như thế nào để thương tôi lắm. Mà vẫn hẹn, đúng hẹn là vẫn lên. Mặt ngoài vẫn thần thái, mắt vẫn sắc như dao. Đó, ghê lắm. Ok, cảm ơn Nana Trần. Mọi người ơi, bây giờ bắt đầu mình chia sẻ livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân nha. Chia sẻ vào nhiều nhóm bạn, xong chụp màn hình inbox gửi cho Cát Tường để nhận quà của Cát Tường ha. Hôm nay là phần quà, mỗi phần quà cũng là ba cái mặt nạ 2-in-1 Waymart Protection ha. Mỗi cái mặt nạ 70.000. Mặt nạ này thì mọi người biết rồi, công dụng là làm trắng da, cung cấp độ ẩm cho làn da của mình ha. Hôm nay cũng có rất là nhiều phần quà. Ok, Tường Vi đúng rồi, mua hàng bây giờ rất là nhiều nơi bán mỹ phẩm ha, bán đủ thứ để mọi người mua lựa đúng nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có uy tín thì mình yên tâm mình sử dụng ha, để khỏi bị tiền mất tật mang. Cảm ơn cưng nhiều nha. Share livestream của các Tường về Facebook cá nhân nha cả nhà, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà. 5 phút nữa tôi sẽ đọc tên 5 bạn đầu tiên nhận quà của các Tường. Mỗi phần quà là ba cái mặt nạ làm trắng da, tất cả quà tặng của các Tường đều là hàng xách tay từ Hàn Quốc về, mọi người yên tâm nha. Mặt nạ này là của hãng mỹ phẩm Bioarm, đây là một hãng mỹ phẩm rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều, mọi người tiếp tục share livestream của các Tường để nhận quà nha. Và bây giờ trước khi mà Tường sẽ đọc tên 5 bạn nhận quà ngày hôm nay thì Tường sẽ nói về hai cái combo mà ngày hôm nay Tường muốn giới thiệu với cả nhà mình. Và đây cũng là cái chương trình giống như bữa hôm cách đây mấy ngày Tường livestream Tường có chia sẻ rồi, là cái chương trình này là nhân ngày 20 tháng 10, cho nên là ngày hôm nay vẫn tiếp tục like cái combo, mua một combo tặng một combo để kỷ niệm ngày 20 tháng 10. Đây là cái đợt Tường khuyến mãi lớn nhất trong năm ha. Bà con share livestream với Tường giùm và vào xem. Quý khách nào mua hàng thì để lại số điện thoại ở bên dưới hoặc là comment mua combo và số điện thoại của mình thì sẽ được nhận, thì nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng ngay ngày hôm nay để mà mình nhận được cái chương trình khuyến mãi đặc biệt ha. Còn mọi người muốn có những cái yêu cầu, thắc mắc gì
thì canh cái livestream của các Tường, mỗi tuần Tường đều đặn livestream tại đây, mình vào để xem, để trò chuyện trực tiếp với Tường. Còn nếu mà mình có thắc mắc gì mà liên hệ không được với Tường, tại vì Tường cũng bận á, để chỉ nhân viên Tường sẽ trả lời chăm sóc cả nhà, thì mọi người cũng có thể gọi đến số hotline của bên các Tường là 0985382424. Mọi người mua hàng đúng vào trang hotline, đúng vào trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường nha. Đừng đi lộn trang rồi mua nhầm hàng nhẹ hàng giả nha, hàng nhái nha. Tại vì bây giờ cũng nhiều người hay cắt cái mặt của Tường ra để quảng cáo nhiều sản phẩm lắm á, cho nên là Tường cũng hơi lo. Thì bà con mình cẩn thận ha, mình hãy là những người tiêu dùng thông minh để mua hàng đúng nơi đúng chỗ. Tặng cả cây son đi chị. Dạ cảm ơn chị Liên Mai. Rồi hôm nay Tường sẽ giới thiệu cái sản phẩm bộ combo của Tường ngày hôm nay. Như bữa hôm trước thì hôm nay vẫn tiếp tục là một cái combo trắng da chống lão hóa, gồm có một cái chai serum Galactomazid 95%. Cái Galactomazid này có công dụng là làm săn chắc cái lỗ chân lông của mình, làm trắng da ha, nâng tông cái làn da của mình, kết hợp với cung cấp cái độ ẩm, tái tạo cái collagen cho làn da của mình, cộng với cái kem dưỡng Benjamin Button. Đây là cái kem dưỡng chống lão hóa và kéo dài cái tuổi thanh xuân trên gương mặt của mình. Suốt ngày vô sặc quà hả? Đúng rồi, tại bên Cát Tường dễ nhận quà quá mà, quà nhiều lắm, chỉ cần mọi người theo dõi fanpage của Cát Tường trước sau gì cũng nhận quà thôi. Bữa giờ là có những nhiều bạn là nhận mấy phần quà chứ không phải là một phần nữa. Thì cái combo ngày hôm nay á là combo trẻ hóa da, là trẻ hóa và làm trắng cái làn da của mình. Chúng ta một cái combo như thế này chúng ta có thể sử dụng từ 5 đến 6 tháng ha. Giá của cái chai serum này là 990.000, giá của cái kem dưỡng Benjamin Button này là 1.500.000. Tại sao là cái bộ sản phẩm, cái combo này trị giá là 2.490.000, và tại sao cái bộ combo này nó mắc là tại vì công dụng của nó là trẻ hóa làn da. Nếu mà da chúng ta lúc còn trẻ đó thì chúng ta cái độ đàn hồi của da nhiều, cái da mình nó còn săn chắc và cái nó tự tái tạo cái collagen, nó chăm sóc cho làn da, thì chúng ta không có cần những cái trị giống như là chống cái lão hóa. Nhưng mà vì cái này là dành cho những lứa tuổi 30-35 trở lên, thì khi đó cái làn da của mình đó, nó đã yếu rồi, nó không có tự để mà cung cấp cái chất dinh dưỡng, tự làm cho cái săn chắc cái da mặt, không tự tái tạo collagen nữa, cái nội tiết tố trong cơ thể mình nó giảm rồi, buộc lòng là mình phải cung cấp nhiều cái dinh dưỡng hơn cho làn da của mình. Thì cái bộ này á nó mắc tiền, nhưng mà thật ra nó gần 2.500.000, 2.490.000, nhưng mà mọi người, nhưng mà chia ra mình xài gần 5 đến 6 tháng một cái bộ sản phẩm thì một tháng chỉ cũng mấy trăm ngàn thôi. Và đặc biệt ngay trong chương trình ngày hôm nay, mọi người lưu ý ha, một combo trẻ hóa làn da làm trắng da như thế này là 2.490.000, mua ngay trong cái livestream này tặng ngay một combo làm trắng da, gồm có là một cái dưỡng trắng da mặt 2-1 White Face Perfection và một cái trắng da body 2-1 White Body 2-1 White Body Perfection. Cái này là 490.000, cái này là 630.000. Vậy thì cái bộ sản phẩm, cái combo làm trắng da ngày hôm nay trị giá là 1.120.000 ha. Mua một combo 2.490.000 tặng một combo 1.120.000, như vậy thì nó rất là lợi luôn. Chúng ta có thể trong gia đình hai chị em mình cùng mua, cùng sử dụng nè, hai mẹ con mình cùng sử dụng nè. Sắp tới ngày 20 tháng 10 rồi, ngày mai rồi, các quý ông cũng có thể order một bộ này tặng cho bạn gái của mình. Còn cái bộ trẻ hóa làn da thì mình order mình tặng cho mẹ của mình ha. Bên tình bên hiếu, bên nào cũng nặng như nhau ha quý vị ha. Rất là tiện lợi. Rồi, và đặc biệt mọi người ơi, vẫn tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân nha. Bây giờ Tường sẽ chuẩn bị đọc tên 5 bạn đầu tiên để cho cái chương trình của mình hôm nay nó hot. 5 bạn đầu tiên, mỗi bạn nhận một phần quà là 3 cái mặt nạ làm trắng da cùng bộ luôn, cái bộ mỹ phẩm làm trắng da Biome này luôn nha cả nhà. Bộ mỹ phẩm làm trắng da này trị giá là 1.120.000. Đây, 2-3 cái mặt nạ này ha là trị giá 210.000. Đây là những cái phần quà dành cho những bạn nào share livestream. Và chương trình này là đặc biệt dành cho ngày 20 tháng 10, nó sẽ kéo dài tới thứ bảy tuần này, có nghĩa là nó sẽ kéo dài tới thứ bảy tuần sau. Mọi người phải nhanh tay đặt hàng ngay trong livestream này để có cái ưu đãi là một combo tặng một combo ha. Bây giờ Tường sẽ nói cái option thứ hai của ngày hôm nay. Đầu tiên là mọi người mua một combo trắng da chống lão hóa tặng một combo làm trắng da ha. 2.490.000 tặng 1.120.000.
Rồi, nếu như gia đình chúng ta không có người lớn, chúng ta trẻ và chúng ta chỉ muốn mua cái combo trắng da này thôi thì sao? Vẫn được nha các quý vị. Nếu mà mua combo làm trắng da này không, trị giá là 1.120.000 thì Tường sẽ tặng cho cả nhà mỗi người một cây son trị giá là 290.000. Son sách tay, hàng từ sách tay từ Hàn Quốc luôn. Toàn bộ sản phẩm bán và sản phẩm quà tặng của bên các Tường đều là hàng sách tay từ Hàn Quốc về cả nhà nha. Son này Tường có 5 màu, khi mình nhận quà tặng mình cũng có thể nói màu luôn. Bên nhân viên của Tường sẽ ship hàng cho mình. Ở đây Tường đưa cho mọi người xem hai cái màu cơ bản ha, hai cái màu mà Tường thích. Đó, màu đỏ truyền thống ha, rồi màu nâu đất, màu nhu rất là dễ thương ha. Đó thì mình muốn muốn ấn tượng sang trọng cũng được, muốn nhẹ nhàng đi làm công sở modern cũng được luôn ha. Tường có 5 cái tông màu cho mọi người chọn. Rồi, như vậy là hôm nay là chương trình quá đặc biệt đúng không cả nhà? Bây giờ mọi người ơi, share livestream nha. Và bây giờ Tường chuẩn bị đọc tên 5 bạn đầu tiên nhận quà ngày hôm nay của các Tường. Ok, cảm ơn Thống Nguyễn, bên chị nhanh lắm, gia hàng nhanh lắm. Ok, Đức Tinh Trần, nếu mà xài tốt ok, giới thiệu cho nhiều người dùm các Tường nha. Rồi theo dõi livestream của các Tường để có gì nhận thêm quà và xem những cái sản phẩm của bên Tường ha. Dạ, dạ BB ơi, chị cho lại số điện thoại nhân viên em tư vấn kỹ cho mình nha. Em biết là chị lấy bộ chống lão hóa đúng không chị? Chị cho em số điện thoại để nhân viên em chốt hàng ngày hôm nay ha. Lấy cái bộ chống lão hóa 2.490.000 thì bên em sẽ tặng là cái bộ dưỡng trắng da là 1.120.000 đó chị. Rồi bây giờ tôi sẽ đọc tên 5 bạn đầu tiên đã trúng quà của các Tường ngày hôm nay để cho mọi người có khí thế lên, chúng ta tiếp tục share và tiếp tục nhận quà. Hôm nay còn có rất là nhiều phần quà tặng cho cả nhà nhân ngày 20 tháng 10 nha. Rồi người đầu tiên, mọi người ơi share livestream của các Tường về Facebook cá nhân và phải bật chế độ công khai nha. Tại vì nhân viên của Tường sẽ vào Tường nhà của mình để kiểm tra. Thì nếu thấy các Tường đang livestream trên nhà của mình thì mới là hợp lệ nha cả nhà. Và những bạn nào mà Tường đọc tên là trúng quà thì mọi người vui lòng inbox cho các Tường địa chỉ và số điện thoại. Inbox vào đúng trang fanpage đang live nha. Inbox vào đúng trang fanpage của các Tường, trang fanpage MC diễn viên vị trí các Tường. Inbox địa chỉ và số điện thoại thì ngày mai nhân viên của Tường sẽ liên lạc để nhận quà, trao quà cho mình. Nhớ theo dõi livestream đến cuối cùng để nhận quà nha. Bây giờ là người đầu tiên đó là Ngô Hằng. Ngô Hằng, mọi người thấy ha, đang livestream nè, Tường đang bật chế độ công khai, thấy Tường đang livestream trên tường nhà của mình ha, chụp màn hình rồi gửi inbox cho các Tường là sẽ được nhận quà. Mua trắng da dùng cùng trị mụn được không bạn? Trị mụn trước đi Vân Anh Độ ơi, khi dứt mụn rồi chúng ta sẽ dưỡng trắng da nha Vân Anh Độ. Chị ơi tặng em phần quà đi, em cứ mua hàng em sẽ được tặng quà nha cưng. Phần người thứ hai đó là Lạc Dương. Người thứ ba là Vạn Sự Tùy Duyên. Ok, cảm ơn Tường Vi nha, Tường thấy số điện thoại rồi. Người thứ tư là Vương Phi. Và người thứ năm là Lily. Rồi các bạn mà Tường vừa đọc tên là nhận quà thì vui lòng inbox địa chỉ số điện thoại nha. Rồi để cuối chương trình thì nhân viên của Tường sẽ chốt với các bạn nhận quà rồi mình sẽ nhận quà. Còn mọi người ơi tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân và share vào nhiều nhóm bạn để được nhận quà nha. Hôm nay là 20 tháng 10 nên còn rất là nhiều phần quà tặng cho cả nhà mình. Dạ cầu vòng khuyết, bây giờ mình muốn mua hàng của các Tường thì chỉ cần để lại số điện thoại ha, rồi mình viết giùm Tường cái combo là mình muốn mua combo nào. Mua cái combo trẻ hóa da thì Tường sẽ tặng cho mình cái combo trắng da. Còn nếu mua cái combo trắng da thì Tường sẽ tặng cho mình cái cây son Hàn Quốc 290.000. Mình chỉ cần để là combo chống lão hóa hay là combo trắng da, rồi mình ghi số điện thoại của mình thôi là nhân viên của Tường sẽ liên lạc lại với bạn và chốt đơn hàng cho mình ha. Hoặc là inbox cho các Tường cũng được. Cái này Sơn Hạ Nguyễn ơi, bây giờ Tường sẽ tư vấn lại từng cái bộ sản phẩm ngày hôm nay cho mọi người biết ha. Đầu tiên Tường sẽ tư vấn cái bộ sản phẩm chống lão hóa, làm trắng da và chống lão hóa. Thì công dụng của cái serum này á, nó sẽ cung cấp cái độ ẩm, nó làm săn chắc cái làn da của mình ha, nó làm tái tạo cái làn da mới, cung cấp collagen cho cái làn da của mình. Và nó có cái công dụng nâng tông cái làn da của mình luôn. Mình dùng sau một combo thôi, mình sẽ thấy làn da của mình nó trắng sáng lên một cách tự nhiên. Cái thứ hai là cái kem Benjamin Button này á, cái công dụng của nó là ngăn ngừa cái quá trình lão hóa của làn da và nó kéo dài tuổi thanh xuân bằng cách nó sẽ làm xóa mờ bớt những cái vết thâm, vết nám, những cái đốm mờ trên làn da của mình, làm mờ đi những cái bọng, mờ những cái quầng thâm mắt, những cái vết thâm nơi vết chân chim nơi đuôi mắt, những cái rãnh trên trán, những cái râu rồng, nó làm cho da nó lấp những cái khoảng đó thì nó làm cho da của mình nó nhìn nó đầy đặn và nó sẽ trẻ hóa làn da của mình. Nguyễn Trần Ân Nguyên ơi, inbox cho các Tường nha, hoặc là để ra số điện thoại nhân viên của Tường sẽ tư vấn cho mình cái cách
là lấy hàng sỉ ưu đãi nhất luôn nha. Sẽ nâng lên khoảng từ 1 đến 2 tông nha, hàng binh bông tùy theo cái chế độ là mình còn chống nắng rồi mình còn cái làn da của mình cơ địa là nó đang đen ở mức độ nào nữa nha em. Rồi các quý khách nào mà mua hàng chỉ cần để lại cái số điện thoại và cái combo á, đặt hàng mình để cái combo là combo chống lão hóa hay là combo làm trắng da, nhân viên của Tường sẽ tư vấn cho cả nhà mình. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà nha. Ok, bây giờ Tường sẽ nói tiếp ha quý vị. Cái công dụng của cái thằng Benjamin Button này nè, nó cực kỳ tốt luôn. Nó giúp cho làn da của mình nó tái tạo lại cái làn da mới, và nó giúp cho săn chắc, nó nâng cơ cái làn da của mình, cho làn da của mình nó bớt cái hiện trạng là bị chảy xệ đó cả nhà. Thì nó làm cho da mình sẽ săn chắc hơn, nó xóa mờ những cái rãnh, những cái vết nhăn, những cái vết mờ, những cái vết đốm nâu trên cái da mặt của mình, làm cho da của mình nó săn chắc, nó trẻ hóa cái làn da của mình ra. Mình phải thoa đều đặn một ngày 2 lần. Và mọi người lưu ý khi sử dụng những sản phẩm của bên Cát Tường thì mọi người phải lưu ý 2 bước nha. Bước thứ nhất là cái bước phải làm sạch da trước, có nghĩa chúng ta phải rửa mặt, phải tẩy trang rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt. Sau đó chúng ta sẽ lau khô bằng khăn lau mềm mịn, sau đó chúng ta sẽ thoa cái nước hoa hồng toner để cho săn chắc cái làn da, cung cấp cái độ pH cho làn da của mình. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái serum. Cái serum á, nó sẽ là một cái chất dẫn để mà nó hấp thu cái dưỡng chất tốt hơn trên làn da của mình. Serum nó cũng sẽ làm nâng tông cái làn da của mình. Và đối với cái làn da nhờn á, thì chúng ta chỉ cần sử dụng một lần vậy khoảng tầm 3 giọt serum này thôi ha, đều lên trên da lên mặt của mình ha. Rồi còn đối với những người mà da mặt khô á, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng là 5 giọt như thế này nha quý vị. Và mỗi lần chúng ta thoa như vậy thì chúng ta thoa đều cái mặt của mình và dùng tay vỗ nhẹ để cho cái serum này nó thẩm thấu đều trên da mặt của mình từ 1 đến 2 phút. Sau khi nó đã thấm đều rồi, lúc đó chúng ta bắt đầu thoa cái kem dưỡng Benjamin Button. Nám da có kem trị không? Có nha Nguyễn Thúy ơi, cho Tường cái số điện thoại, nhân viên Tường sẽ tư vấn nha. Cái chống nắng bữa chị giới thiệu còn không? Còn Ánh Ngọc ơi, cho chị số điện thoại, nhân viên chị sẽ tư vấn cho em luôn nha. Da mặt em bị mụn và nám ít. Nếu mà mụn nhiều thì mình trị mụn trước ha, còn nếu mà mụn ít thì chúng ta sẽ trị nám đồng thời kem trị cái mụn luôn, không có sao. Cho nên là hiện trường cho Tường cái số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ tư vấn kỹ hơn, đặt coi cái làn da của mình như thế nào á. Còn nha Kim Oanh ơi, cho Tường địa chỉ nha, ở số điện thoại, nhân viên Tường tư vấn nha. Cảm ơn Tường Vi nhiều. Rồi bây giờ Tường nói tiếp tới cái kem Benjamin Button. Đây là cái loại kem đặc biệt, nó là kem đặc trị để chống lão hóa cho làn da của mình. Chúng ta sử dụng một cái lượng vừa phải một lần trên da mặt của mình ha. Chúng ta lấy một cái lượng kem vừa đủ cỡ bằng một cái đầu đũa đó, một cái chấm đầu đũa. Chúng ta thoa kem trên 5 điểm chính, trán, mũi, hai bên gò má và cằm. Sau đó thoa đều kem theo cái chiều từ dưới lên và từ trong ra ngoài, giúp cho kem nó thẩm thấu vào làn da. Kem nó cung cấp cái độ ẩm mềm mịn và tái tạo cái collagen cho cái làn da của mình ha. Cung cấp cái độ ẩm và quan trọng là nó làm mờ được những cái vết đốm da không có đều màu trên cái làn da của mình. Nó săn chắc cái lỗ chân lông, nó cải thiện cái tình trạng da của mình mà bị nhão á, bị nhăn trùng do lão hóa, thì nó sẽ làm săn chắc cái da mặt của mình, mờ những cái vết nhăn nơi đuôi mắt nè, những cái vết chân chim nè, những cái râu rồng nè, những cái vết nhăn trên trán. Và kem nó cũng sẽ thẩm thấu rất là nhanh. Một ngày mình sẽ dùng 2 lần nha Ánh Ngọc. Hiền Trương ơi, mình là mua combo chống lão hóa hay là combo trắng da cho Tường biết luôn nha Hiền Trương. Cảm ơn Ngọc Cá Chép. Rồi, kem mùi thơm rất là dịu nhẹ, không có những cái mùi quá chất nồng nặc như những cái sản phẩm ở ngoài thị trường. Và sau khi kem nó thẩm thấu rồi như vậy, chúng ta đi ngủ một ngày chúng ta sử dụng 2 lần dùng cho các Tường. Nhưng mà ban ngày thì sau khi chúng ta dùng cái kem dưỡng Benjamin xong, bắt buộc chúng ta phải có một cái lớp kem chống nắng bên ngoài cả nhà nha. Phải có kem chống nắng bên ngoài mới được, không có kem chống nắng là không có được đâu. Nếu chống lão hóa mà để cho da mình tiếp xúc ánh nắng mặt trời thì rất là nguy hại cho làn da. Rồi, mọi người ơi, tiếp tục share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân nha, share vào nhiều nhóm bạn để mà được nhận quà của Cát Tường. Một chút xíu nữa, 15 phút nữa Tường sẽ đọc tên thêm 10 bạn nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay. Mỗi phần quà là 3 cái mặt nạ dưỡng trắng da của hãng Bioom rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc cả nhà nha. Rồi, bây giờ là cái combo chống lão hóa Tường vừa giới thiệu xong, thì combo này trị giá là 2.490.000. Nhưng mọi người ơi, đặc biệt trong cái livestream ngày hôm nay, khi mua một cái combo trẻ hóa da, ngăn ngừa và lão hóa, kéo lại tuổi thanh xuân của mình như là mình trở về tuổi 20, trị giá là 2.490.000, chúng ta liền được tặng ngay một cái combo làm trắng da
trị giá 1.120.000, trong đó bao gồm một kem dưỡng trắng da mặt và một kem dưỡng trắng da toàn thân. Bây giờ Tường sẽ giới thiệu về công dụng của bộ kem dưỡng trắng da này. Nó thích hợp với những người đang sở hữu một cái làn da ngăm đen, muốn cải thiện làn da của mình, muốn nâng tông cái làn da của mình, muốn tìm một cái nơi bán những cái mỹ phẩm làm trắng da mà biết rõ nguồn gốc xuất xứ và yên tâm khi chúng ta mua, chúng ta sử dụng. Và đặc biệt cái bộ kem dưỡng trắng da này, sau khi chúng ta sử dụng một thời gian dài, chúng ta ngừng, da của chúng ta cũng không bị hồi lại như cũ, có nghĩa là không bị đen lại như cũ, bởi vì đây là dưỡng trắng da tự nhiên từ bên trong, chứ không phải chỉ là trắng ở bên ngoài như những cái kem trộn, kem tẩy bán trôi nổi trên thị trường, nên mọi người yên tâm nha. Cảm ơn Lóc nhỏ trong em. Tường vừa mới chia sẻ nó không bị hồi da mình lại nha bé ngốc ơi. Rồi bây giờ Tường sẽ cho mọi người xem kem dưỡng trắng da mặt. Mỗi lần chúng ta sử dụng cũng vậy, chúng ta lấy một cái lượng vừa đủ, chúng ta chấm trên gương mặt của mình, trán, mũi, hai bên gò má và cằm ha. Kem cũng thẩm thấu rất là nhanh, không có bết dính. Khi ban ngày chúng ta sử dụng á, cái kem dưỡng trắng da mặt này nó cũng giống như một cái lớp kem nền vậy đó, để chúng ta không cần phải đánh kem lót, kem nền khi trang điểm nó rất là mất công, nó rất là nhiều bước. Khi thoa lên nó sẽ có một cái lớp phủ nhẹ, nó bảo vệ cái nó làm cho mờ những cái vết thâm, vết cái vết không đều màu trên làn da của mình luôn, nó làm trắng sáng da của mình tức thì và nó thẩm thấu ngay, không hề để lại những cái vết trên cái lông, trên cái bề mặt da của mình, giống như là những cái kem trộn á, khi mình thoa lên cái mặt mình nó trắng nhưng mà ở lỗ chân lông nó bám, nó trắng, cái kiểu trắng vàng của kem, nó nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Còn cái kem của Tường nè, mọi người thấy ha, nó thẩm thấu vào ngay trong cái làn da của mình, nó không dính trên quần áo khi mà mình sử dụng ha. Và đó, mọi người thấy không, đẹp lên, nó trắng lên một cách tự nhiên như vậy. Chúng ta chỉ cần phủ cái phấn phủ lên, kem chống nắng xong rồi phủ phấn phủ là coi như chúng ta đã có cái lớp mặt trang điểm rất là đẹp, mà nó không bị dày, nó không bị cứng cái da mặt của mình. Chứ bây giờ mình trang điểm mà mình trang điểm nhiều lớp á, thì có kem nền nữa, ban ngày mình đi làm nó sẽ cứng cái da mặt, cũng cứng cái mặt của mình, nhìn trông cho mình già đi. Cho nên cái kem dưỡng này nó rất kem dưỡng trắng da nó rất tự nhiên. Mình xài một bộ như thế này khoảng từ 3 đến 4 tháng nha, 1.120.000 chúng ta sử dụng được từ 3 đến 4 tháng, chia ra nó không hề mắc tiền. Mà hôm nay á, mua một cái combo dưỡng trắng, mua một cái combo chống lão hóa thì tặng cái combo dưỡng trắng da này. Còn nếu mua combo dưỡng trắng da này thì sẽ được tặng một cây son của Hàn Quốc trị giá là 290.000. Cảm ơn Như Nguyễn nha. Bên chị là hãng sản phẩm chính hãng. Hôm nay là Tường giới thiệu một sản phẩm này là của hãng mỹ phẩm nổi tiếng BioOM bên Hàn Quốc. Hàng là hàng Tường xách tay từ bên Hàn Quốc về. Những sản phẩm của các Tường đều có trưng bày tại các trung tâm thương mại nổi tiếng, những trung tâm thương mại lớn tại Hàn Quốc. Bà con nào ở bên Hàn Quốc có thể đến những trung tâm thương mại đều có trưng bày những cái sản phẩm của các Tường bán. Đây là cái hãng mỹ phẩm BioOM rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Ok, mẹ em 45 tuổi là xài cái combo chống lão hóa là tuyệt vời em nha. Mình mua combo chống lão hóa rồi mình được tặng combo trắng da. Mẹ xài chống lão hóa còn con xài trắng da ha, tuyệt vời luôn, mua một mà được tặng một. Rồi, mua lẹ đi tặng mẹ ngày 20 tháng 10 ha. Rồi, đây là cái kem dưỡng trắng da mặt nha. Đối tượng sử dụng thì Tường cũng chia sẻ rồi, những người mong muốn sở hữu một cái làn da trắng sáng một cách tự nhiên và hồng hào. Đó là cái mặt, mọi người lưu ý ha. Rồi bây giờ tới cái cổ, tới cái tay ha, cổ, tay, chân thì mình cũng phải dưỡng trắng luôn, chứ thôi cái mặt mình trắng mà tay chân mình nó đen thì nó cũng không phù hợp. Thì Tường sẽ chia sẻ cho mọi người xem cái kem dưỡng trắng da body này cũng vậy, nó thẩm thấu rất là nhanh trên cái làn da, nó không gây bết dính trên cái làn da của mình nha. Và khi mình thoa vào thẩm thấu nhanh nè, trên da tay là nó ăn mịn, nó thấm mịn vô, trắng mịn vô cái da, không hề dính kem lại bệt trên những cái đầu, những cái lỗ chân lông của mình. Như vậy nó sẽ gây bít tắc cái lỗ chân lông, nó rất là hại cho làn da. Những cái kem trộn mà mình mua ngoài thị trường có thể xức lên một thời gian, ví dụ một tuần hai tuần mình thấy nó trắng liền, nhưng đó các bạn cẩn thận, đó là nhiều khi nó tẩy cái bề mặt da của mình thôi, nó sẽ bào mòn cái lớp da và lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng ung thư da rất là nguy hiểm. Và hiện tại bây giờ nữa là ở ngoài thị trường rất là nhiều mỹ phẩm trôi nổi, hàng nhái, hàng dởm, mọi người cũng phải cẩn thận, coi chừng là hàng của hai cái từ Tường không có muốn nói, mọi người phải lưu ý ha. Chúng ta phải mua hàng đảm bảo chất lượng, uy tín để mình sử dụng ha, để bảo vệ cái làn da cũng như bảo vệ cái sức khỏe của mình. Tường thoa, mọi người lưu ý ha, dưỡng trắng da mình phải thoa luôn ở những cái cùi chỏ nè ha, cổ nè ha, đầu gối ha, để cho nó trắng da, chứ không thôi là mình chủ yếu những cái chỗ đó là cái da của mình nó hơi sậm màu hơn những chỗ khác. Và cái kem của bên Tường nó thẩm thấu rất là nhanh nha,
mình sẽ thoa như vậy hả, rồi nó sẽ 1-2 phút sau nó thấm thấu liền. Thì khi mình ngủ á, nó không có bị bết dính vô trong cái mền gối và không có dính vào quần áo của mình, và nó trắng lên liền ha. Mình thấy khi mà thoa thì nó sẽ khác nhau, nó sẽ trắng lên liền. Tuy nhiên là mọi người nhìn kỹ là không hề có những lưu lại cái kem làm bít tắc cái bề mặt da, không phải là trắng tẩy cái lông của mình nha quý vị. Quý vị nhìn thấy không, nó mềm mịn mà nó trắng sáng thật sự tự nhiên vô trong cái làn da, thẩm thấu rất nhanh bởi vì nó còn cung cấp cái độ ẩm cho làn da của mình nữa. Nè mọi người lưu ý ha, tôi là lông tai rất là nhiều, đáng lẽ nó phải dính mấy cái đầu lông ha, nhưng mà không hề, mọi người thấy không, rất là mịn màng, rất là mềm mại và trắng sáng cho cái làn da đó. Tường sợ nhất là buổi sáng buổi trưa mà mồ hôi mà thấy mà kem mọi người dưỡng cái tẩy trắng mà nó chảy cái mồ hôi ngay hai bên đây nè, mà cái giọt mồ hôi nó dính kem, nó nhìn nó rất là mất vệ sinh luôn, thật sự nó không có thẩm mỹ chút nào hết. Rồi cái da tay cũng vậy, mình nhìn vô mình thấy, nhìn xa mình thấy trội chị nó trắng thiệt, nhưng mà mình lại gần á, mình dòm ở cái lỗ chân lông nè, nó trắng nó bám như cái lỗ chân lông á, tắm nó cũng đâu có sạch, tại ngày nào cũng thoa mà, cái kem trộn á là lâu ngày nó thật sự nó trắng ngay lúc đó thôi, mà mai mốt nó bắt đầu nó tổn hại, nó tổn thương làn da, nó ung thư da là chết luôn á cả nhà. Rồi đó là Tường chia sẻ lại ha. Như là ngày hôm nay chúng ta mua một cái combo chống lão hóa gồm một cái serum, một cái kem chống lão hóa như thế này, 2.490.000, được tặng ngay một cái combo làm trắng da gồm có một cái trắng da mặt và một cái trắng da body ha, trị giá là 1.120.000. Còn nếu như chúng ta mua cái bộ trắng da này không thôi, 1.120.000 thì Tường sẽ tặng cho cả nhà một cây son Hàn Quốc trị giá là 290.000. Son Tường có 5 màu, mọi người sẽ lựa chọn khi mà mình order hàng thì nhân viên của Tường sẽ hỏi mình muốn lấy cái màu nào, cho mọi người xem cái mẫu màu rồi mình lựa chọn màu cho phù hợp ha. Nhưng mà cái số lượng son môi thì có hạn thôi nha cả nhà, tại vì son môi Tường đâu có bán, son môi là Tường chỉ mua về để làm quà tặng thôi. Tường thấy nó đẹp á, Tường đi Hàn Quốc Tường thấy nó đẹp, Tường mua về làm quà tặng, cho nên là số lượng son môi có hạn. Bà con vui lòng đặt hàng ngay trong cái livestream này thì để được nhận quà của bên Cát Tường. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân nha, share vào nhiều nhóm bạn, rồi chụp màn hình inbox gửi cho Cát Tường để được nhận những cái ưu đãi ngày hôm nay. Chị muốn em một bao nhiêu tiền chị Hoàng Vân, cái nào bao nhiêu tiền Hoàng Vân ơi, nãy giờ Tường mới tư vấn đó, một cái combo trẻ hóa da 2.490.000 tặng một cái combo trắng da 1.120.000, còn mua một combo trắng da 1.120.000 thì tặng một cây son 290.000. Cảm ơn Mạc Văn Linh. Bao lâu thì có hiệu quả, chúng ta xài bắt đầu 1 tháng là thấy làn da của chúng ta cải thiện rồi nha quý vị. Đảm bảo xài hết một cái combo da chúng ta sẽ nâng tông từ 1 đến 2 tông. Và mọi người ơi, cái này nó không phải là kem trộn đâu, không phải là thần thánh đâu. Mọi người muốn cái da của mình nó trắng, nó mịn, hoặc là cái chống lão hóa mà nó kéo lại cái tuổi thanh xuân của mình thì nó phải trải qua mấy tháng chứ không thể nào mới xuất vô có mấy ngày mà cái mình đang da mình đang nhùng, đang trùng và đang nhão mà có thể xài mấy ngày mà nó săn chắc liền. Cái đó không phải là thuốc tiên rồi, mọi người phải kiên trì trong quá trình chúng ta điều trị. Và mọi người lưu ý làm đẹp nó phải từ từ, mà nó đẹp thật sự, đẹp từ bên trong, nó cải thiện từ bên trong chứ không phải chỉ là bên ngoài. Ngày xưa từ Hy Thái Hậu mà muốn uống trường sinh bất lão cũng phải nghiên cứu cả mấy chục năm trời mới ra được phương thuốc, chứ không phải mà uống vô mà có liền đâu, uống vô không trẻ liền mà đem ra chém hết. Như vậy tội lắm, không có đâu nha quý vị. Sinh lão bệnh tử là cái điều hiển nhiên, cho nên là chúng ta chỉ ngăn ngừa và chống lão hóa và bảo vệ làn da của mình thôi. Cho nên khi mà làn da chúng ta chưa có lão hóa quá đó, nhiều người ví dụ mình để nó lão hóa quá rồi, ví dụ da của mình là ví dụ Tường da cái chống lão hóa của Tường á là từ 30 tuổi trở lên mình sẽ sử dụng, nhưng đương nhiên khi mình sử dụng từ tuổi 30-35 á là da của mình nó còn săn chắc thì nó sẽ giữ được cái độ thanh xuân mà nó kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình nó lâu hơn. Còn nếu trường hợp ví dụ như mẹ Tường đi mà đã 60-65 tuổi rồi á thì mình sử dụng đương nhiên cái hiệu quả nó sẽ chậm hơn những cái người còn trẻ. Nhưng mà da nếu mình không sử dụng thì nó càng ngày nó càng trùng, nó càng nhão, nó càng mau lão hóa nữa. Thì chúng ta không bao giờ là muộn, làm đẹp không bao giờ là muộn, hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay để không có quá muộn nha cả nhà. Nhưng mà tùy vào cấp độ của từng loại da, tùy vào cái lứa tuổi của loại da, nó sẽ hấp thu cái mỹ phẩm nó nhanh hay chậm là tùy vào cái cơ địa của mình nữa. Cho nên không thể so sánh chị A với chị B với chị C, mỗi người sẽ mỗi cái cơ địa khác nhau. Combo trắng da 21 tuổi có sử dụng được không? Được nha cưng ơi, cái combo trắng da 18 tuổi trở lên là chúng ta sử dụng rồi. Còn khi mà 30-35 tuổi trở lên thì mình chuyển qua xài cái combo chống lão hóa.
À, dùng tinh chất không dùng kem dưỡng được không chị? Dùng tinh chất không có dùng cái kem dưỡng thì nó đâu có cái một cái bộ đồ nó kết hợp như vậy thì nó mới trẻ hóa cái làn da của mình được. Cái tinh chất nó chỉ là chất dẫn, nó làm cho da mặt của mình nó hấp thu được cái chất dinh dưỡng nhanh hơn. Còn cái chống lão hóa nó nằm trong cái kem dưỡng Benjamin Button này. À, cái chống lão hóa và xóa mờ những cái vết nhăn bọng mắt đuôi mắt chân chim á, nó nằm ở trong Benzamin Button này. Cái này nó cung cấp cái độ ẩm và nó giúp cho cái da mặt nó thẩm thấu cái chất dinh dưỡng nhiều hơn, nó tái tạo cái collagen và nó làm sáng cái làn da của mình, cho làn da của mình trông nó trẻ lại. Cho nên nó mới là kết hợp một cái bộ đôi, một combo như thế này. À, và mua một combo thì còn được tặng một combo nữa, mình mua lẻ mình lại không được tặng. 2.490.000 mình được tặng ngay một combo chống da 1.120.000. Ok Thắm Nguyễn, cảm ơn. À, cái này là chống lão hóa chứ cái này không phải trị nám chuyên trời ơi. Nếu bạn muốn trị nám á, thì bạn để lại số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ tư vấn. Nếu như nó chỉ là những cái vết mờ nhẹ, đốm nâu nhỏ thì chúng ta sử dụng cái trắng da trẻ hóa da này nó sẽ hết và cải thiện làn da của mình. Còn nếu trường hợp là nám mà nám sâu, nám đậm, nám do cơ địa lâu năm thì bắt buộc phải sử dụng cái bộ đặc trị nám nha, bên Tường có đặc trị nám luôn, mình để lại số điện thoại, nhân viên Tường sẽ tư vấn cho mình. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn, chụp bằng hình inbox ở Cát Tường để nhận quà. 5 phút nữa Tường sẽ đọc tên 10 người nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay nữa nha. Mọi người tiếp tục share livestream của Tường để nhận quà, mỗi phần quà là ba cái mặt nạ làm trắng da cực kỳ hiệu quả. À, khi mà kết hợp với cái bộ mỹ phẩm làm trắng da này là tuyệt vời, nó cùng một hãng Bioon luôn nha cả nhà. Mọi người mà qua bên Hàn Quốc á, đến đỉnh Nam Sang nè cũng có trưng bày sản phẩm của Cát Tường bán nè, đến khu phố Mai Âm Đông nè cũng có trưng bày những cái sản phẩm của Tường bán ha. Hàng của mình là hàng xịn, hàng chất lượng nha quý vị. Ok, cảm ơn Nguyễn Mimi, Tường thấy số điện thoại của mình rồi, cảm ơn Ngô Hằng nha. Rồi mọi người ơi, còn ai muốn tư vấn gì về làn da của mình hay là độ tuổi hay là da của mình như thế nào thì mọi người cứ comment, Tường sẽ chia sẻ cho cả nhà. Tường sẽ cố gắng đều đặn mỗi tuần sẽ livestream vài lần để mà cùng chia sẻ với cả nhà mình. Tại vì bây giờ nhiều người cũng hay giả dạng các Tường á, cho nên Tường sẽ cố gắng livestream nhiều hơn để tương tác trực tiếp để mọi người yên tâm khi mà sử dụng. Tường sẽ ưu tiên khi mà ship hàng á, thì Tường sẽ ưu tiên ship cho những khách hàng mua hàng trước. Còn các bạn quà tặng thì có thể chờ dùm Tường sẽ chốt liền với mình là mình được nhận quà, nhưng mà có thể từ 2 đến 3 ngày mình mới nhận được quà, nên mọi người cứ yên tâm ha. Quà Tường nói tặng là tặng, nhưng mà có thể chậm hơn là những người mua hàng, tại phải ưu tiên cho khách trước nên mọi người thông cảm nha. Nhưng mà mọi người phải, Tường đọc tên ai nhận quà là mọi người phải inbox địa chỉ số điện thoại liền để nhân viên của Tường vào sổ rồi sẽ đóng gói cho mình để gửi đi cho mình luôn. À, được nha Phương Thùy ơi, tại vì cái này là kem dưỡng da, sản phẩm ngoài da thôi, nó không ảnh hưởng gì đến thai nhi của mình. Với lại là bầu là càng nên chăm sóc da nhiều, tại những người mà đang trong quá trình bầu á, là cái cơ địa của mình nó cũng có những cái thay đổi chất á, cho nên là cái da mặt của mình thường thường các bà bầu là hay bị nám nè, cũng có thể hay bị tàn nhang, có nhiều người thì lại bị nổi mụn đó, có nhiều người thì bị sạm da, nhiều khi thì bị khô da nữa, cho nên là bầu thì bầu mình cũng phải chăm sóc, mình cung cấp cái dinh dưỡng cho làn da của mình thì rất là tốt. Da nhạy cảm hay bắt nắng, cái da mình nhạy cảm á, mình có thể sử dụng được. Mình bao nhiêu tuổi Phương Nguyễn ơi? Nếu như mình dưới 30 thì mình sử dụng cái bộ trắng da, nhưng mình trên 30 thì Tường khuyên nên sử dụng cái bộ chống lão hóa. Nhưng dù sử dụng bộ mỹ phẩm nào thì ban ngày cũng phải chống nắng giùm cho Tường nha. Nếu không chống nắng thì da mình nó sẽ bị sạm ngay, nó không thể nào mà làm trắng lên hay là làm sáng lên hay là làm trẻ hóa làn da của mình được đâu. Phương Thùy, em bị tàn nhang thì dùng dòng nào hả chị? Em bao nhiêu tuổi Phương Thùy ơi? Cho chị số điện thoại nha, nhân viên của chị sẽ tư vấn cho mình nha. Để coi là cái mức độ tàn nhang mình là nhiều hay ít và độ tuổi mình bao nhiêu thì mới sử dụng giới thiệu cái dòng sản phẩm phù hợp cho mình. Và ngày hôm nay mọi người ơi, tiếp tục share livestream của Cát Tường và Facebook cá nhân nha. Share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà. 5 phút nữa Tường sẽ đọc tên thêm 10 bạn nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay nữa nha. Kỷ niệm ngày 20 tháng 10, chương trình khuyến mãi của Cát Tường sẽ kéo dài đến thứ bảy tuần sau. Và bà con ơi, hãy đặt hàng ngay ngày hôm nay, mua một con bộ tặng một combo, mình sử dụng một bộ tặng cho người thân, cho mẹ, cho em, cho chị mình một bộ, và các quý ông cũng có thể theo dõi để mua những cái combo ngày hôm nay tặng cho mẹ, tặng cho vợ, tặng cho bạn gái của mình nha. Ok Trúc Nguyễn ơi, một chút xíu nữa nhân viên của chị sẽ tư vấn, sẽ điện thoại cho em để mình chia sẻ cái cách làm đại lý của Tường như thế nào nha. Cảm ơn rất là nhiều. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân và chụp bằng hình inbox gửi để nhận quà nha. Tường có bán kem chống nắng luôn nha, bông lan rừng. Hôm nay tại vì Tường giới thiệu hai combo thôi, mình cứ để là số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ chia sẻ cái chống nắng cho mình luôn. Tại vì chống nắng bên Tường cũng có nhiều dòng để xem là cái da mặt mình thuộc cái dòng mà cái mình đang sử dụng bộ sản phẩm nào á của bên Tường, thì Tường sẽ tư vấn cái chống nắng loại đó.
Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tiếp tục share livestream nha, 5 phút nữa nhận quà. Ai muốn tư vấn cái gì về da thì cứ đặt câu hỏi trực tiếp, Tường sẽ tư vấn trực tiếp cho cả nhà luôn nha. Mọi người lưu ý ha, bây giờ rất là nhiều người bán hàng luôn, rất là nhiều người đặc biệt là mỹ phẩm ngày càng bán tràn lan, cho nên chỉ có những người mua hàng mới lầm, những người bán hàng thì không có lầm. Bên Cát Tường khi mà trao gửi đồ hàng cho mình là mọi người kiểm tra hàng trong hộp, trong bao, trong bì, còn tem, còn mác đàng hoàng. Nếu mình thấy có dấu hiệu gì mà mình cảm thấy không yên tâm thì mọi người có thể gọi vào số hotline của bên Cát Tường là 0985382424 cả nhà nha. Có nhiều người là mua hàng thì nhân viên của Tường chốt và cũng có đòi là phải trực tiếp gặp Cát Tường thì mới chịu mua, thì mọi người thông cảm theo dõi fanpage của Cát Tường dùm, tuần nào Tường cũng có livestream trên đây để mà chia sẻ với mình, để giải đáp những thắc mắc của mình. Còn thật sự hàng ngày có cả ngàn khách hàng gọi tới mua hàng, Tường không thể tiếp điện thoại hết mọi người được, tại Tường còn phải đi làm nghệ thuật nữa đó, làm nghệ thuật phục vụ cả nhà nữa chứ, phải quay game show, phải làm MC nữa, cho nên mọi người thông cảm, nó không thể nào mà tiếp điện thoại hết tất cả khách hàng. Nhưng mà Tường đều đặn mỗi tuần đều có livestream trên trang fanpage này, thì mọi người á, mình có thể kiểm tra bằng cách á, những cái trang nào mà Tường rõ ràng Tường ngồi live trực tiếp chia sẻ với cả nhà thì đó là trang chính, trang chuẩn rồi, thì mọi người yên tâm mình đặt hàng. Còn những cái nơi nào mà họ chỉ share clip hoặc là cắt clip, mình thấy có dấu hiệu cắt ghép vân vân thì mình không có yên tâm á, thì lúc đó mình mới lo nha cả nhà. À, Nguyễn Thảo ơi, chị ơi, em 35 tuổi xài cả hai hả? Xài cả hai thì bây giờ ban đêm mình xài cái chống lão hóa giùm Tường nha, còn ban ngày mình xài cái dưỡng trắng vẫn được nha Nguyễn Thảo. Như vậy nhưng mà xài ban ngày là phải có thêm kem chống nắng giùm cho Tường nha Nguyễn Thảo ơi. Mọi người ơi, để lại số điện thoại khi mà đặt hàng nha. Quý khách nào muốn đặt hàng thì mình đặt hàng ngay trong livestream này để được nhận những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt, mua một combo tặng một combo, hoặc là mua một combo được tặng một cây son. Và chương trình khuyến mãi của Tường á là dành tặng cho em phụ nữ vào ngày 20 tháng 10. Mọi người đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại và cái combo mình muốn mua, combo trẻ hóa da hay là combo làm trắng da cả nhà nha. Bộ lão hóa có chống nắng luôn không chị? 38 tuổi xài loại nào? Ô, 38 tuổi là xài cái bộ chống nắng, xài cái bộ chống lão hóa này của Tường là hợp lý rồi nha Ricky Hitchin. Rồi bên Tường có kem chống nắng luôn, bạn để số điện thoại lại, nhân viên Tường sẽ tư vấn cho mình nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Mọi người ơi, còn ai thắc mắc gì nữa không? Ai muốn Tường tư vấn gì thì để mình cứ comment là Tường sẽ tư vấn luôn cho cả nhà mình nha. Hương Nguyễn ơi, em hỏi cái gì chị không có thấy kịp á, nhiều khi mọi người bình luận nhiều Tường bị trôi tin, Tường đọc không kịp á Hương Nguyễn, sorry em nha. Mọi người ơi, chuẩn bị đọc tên 10 bạn nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay. Mọi người share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân để nhận quà ha. Tường chia sẻ lại, hôm nay Tường bán một combo trẻ hóa da gồm một cái serum săn chắc da, cung cấp độ ẩm và làm trắng, làm nâng tông cái làn da của mình. Cái serum là Galactomacid 95% Sparkivisen, nó cung cấp độ ẩm, tái tạo cái làn da, cung cấp cái collagen cho làn da của mình ha, là một cái chất dẫn để cho cái kem dưỡng nó thẩm thấu nhanh hơn vào làn da, kết hợp với một cái kem dưỡng Benjamin Button như thế này. Kem dưỡng nó làm xóa mờ những cái vết nhăn, vết chân chim, bọng mắt, những cái rãnh, những cái râu rồng trên làn da, giúp trẻ hóa làn da. Cái bộ sản phẩm chống lão hóa này trị giá là 2.490.000. Và ai mua hàng ngay trong cái live stream này thì mua một cái combo trẻ hóa da này được tặng ngay một cái combo làm trắng da trị giá là 1.120.000 cả nhà nha. Chị không có nhớ Trúc Thanh ơi, em xem lại trên Facebook của chị giùm xem có chị tát người nào chứ giờ mấy tháng rồi chị, em hỏi vậy chị đâu có nhớ được đâu. Em mua một combo thì mua một combo sẽ được tặng một combo á Hương Nguyễn ơi. Giảm giá thì không có giảm giá, chỉ được tặng quà thôi. Mua một combo tặng một combo, hoặc là mua một combo được tặng một cây son nha Hương Nguyễn. Có gì em để lại số điện thoại, nhân viên mình sẽ tư vấn cho em nha. Cảm ơn Phạm Thái Mỹ, cảm ơn Phạm Thái Mỹ rất là nhiều. Rồi mọi người ơi, để lại số điện thoại đi, nhân viên của Tường sẽ tư vấn. Mình Tường có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho cả nhà mình. Còn ai muốn tư vấn cái gì cũng có thể comment muốn tư vấn như thế nào, Tường sẽ tư vấn trực tiếp cho cả nhà mình luôn. Muốn đặt hàng thì để lại số điện thoại và cái combo mình mua hàng, nhân viên của Tường sẽ chốt hàng ngay ngày hôm nay để mình nhận được những cái chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm. Ngọc
Làng Lê, chị ơi em 38 tuổi, chị tư vấn em sử dụng sản phẩm nào chị? Nhưng em cái 38 tuổi thì mình sử dụng cái bộ chống lão hóa nãy giờ Tường chia sẻ đấy bạn. Và cái bộ bên Tường có kem chống nắng luôn, mình để lại số điện thoại ha. Nhân viên của Tường sẽ tư vấn kỹ cho làn da của mình. Thì mình phải rửa sạch cái làn da của mình bằng sữa rửa mặt. Không biết là ở nhà chị đã sử dụng cái sữa rửa mặt gì rồi, mình phải rửa mặt cho sạch. Sau đó mình xức cái nước hoa hồng để cân bằng da. Rồi sau đó mình bắt đầu xài cái Galactomacid này ha. Rồi sau đó mình mới xài cái Benzamin Button, như vậy là xong. Còn nếu như ban ngày thì bắt buộc phải có thêm một cái lớp kem chống nắng bên ngoài nữa. Mình cho Tường số điện thoại nha, nhân viên Tường sẽ chốt đơn hàng và tư vấn kỹ hơn cho mình. Ok anh Linh ơi, cảm ơn nha, Tường thấy số điện thoại của anh Linh, ánh Linh rồi. Sản phẩm được để lâu không chị? À, sản phẩm của bên Tường hàng sử dụng đến 2020, mọi người yên tâm nha. Nha Châu Hồng ơi. À, cảm ơn Mạc Văn Linh. Một combo xài được bao lâu? À, cái combo chống lão hóa này xài được từ 5 đến 6 tháng, còn cái combo trẻ hóa da thì xài được từ 3 đến 4 tháng nha. Hạn sử dụng của bên Cát Tường là đến hàng 2020, toàn bộ là hãng mỹ, toàn bộ là những cái mỹ phẩm cao cấp từ sách tay từ Hàn Quốc về, biết rõ nguồn gốc xuất xứ. Mọi người yên tâm khi mà mình mua mình sử dụng nha. Ok, Phương Lam Nguyễn, Tường thấy rồi, cảm ơn bạn nha. Đúng rồi, mọi người cứ đặt hàng thì cứ để lại cái số điện thoại và cái combo mình muốn mua, nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng luôn. À, không đâu Thúy Kiều ơi, một tuần Tường chỉ like khoảng 2 lần thôi Thúy Kiều. Thường thì Tường sẽ like vào thứ 3 và thứ 6. Còn nếu Tường có thay đổi gì thì Tường cũng sẽ có thông báo trước trên fanpage của mình. Có gì Thúy Kiều theo dõi nha. À, theo dõi thứ nhất là nhiều khi có cơ hội nhận quà của bên các Tường nè, với lại để trò chuyện trực tiếp với Tường luôn, để mình tìm hiểu, mình trao đổi về những cái bí quyết làm đẹp cho chị em phụ nữ mình. Combo trắng da gồm một cái kem dưỡng da mặt và một cái kem dưỡng da toàn thân nha bạn ơi. Phương Thùy ơi, đây kem dưỡng trắng da mặt nè và kem dưỡng trắng da toàn thân, 2 trong 1, Wifi Perfection nha. Và ngày hôm nay quý khách nào mà share livestream qua Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn thì được nhận quà. Phần quà là một cái bộ sản phẩm, một cái ba cái mặt nạ làm trắng da cùng hãng luôn nha mọi người. 2 trong 1 Wifi Perfection, một cái mặt nạ là 70.000 nha, ba cái mặt nạ là 210.000. Và bây giờ thì Tường chuẩn bị sẽ đọc tên 10 bạn nhận quà của các Tường ngày hôm nay nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đã share livestream của các Tường về Facebook cá nhân, cảm ơn nhiều nha. Bây giờ tôi sẽ đọc tên 10 bạn nhận quà đây. Em muốn mua thêm kem chống nắng. Ok Mi Khở, em để ra số điện thoại nha, nhân viên của chị sẽ tư vấn cái loại kem chống nắng nào phù hợp với da mình cho em luôn. Bao nhiêu tiền một bộ? Ngọc Lan Lê ơi, mua cái bộ kem dưỡng trắng da này là 1.120.000, mình được tặng ngay một cây son Hàn Quốc trị giá là 290.000, có 5 tông màu để mình lựa chọn nha. Còn nếu như mua một cái sạc bộ sản phẩm trẻ hóa làn da trị giá là 2.490.000 thì mình được tặng luôn cái combo làm trắng da này luôn. 2.490.000 tặng 1.120.000, 1.120.000 tặng 290.000. Ok. Em mua sản phẩm lớn được tặng gì chị? Sản phẩm lớn là sản phẩm gì em? Châu Hồng ơi, cho Tường số điện thoại nha, để lại số điện thoại dùng cho Tường đi, nhân viên của Tường sẽ tư vấn nha. Hôm nay mua gì cũng được tặng hết trơn á, mọi người cứ để lại số điện thoại dùng Tường đi. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream về Facebook cá nhân để nhận quà. Và bây giờ Tường sẽ đọc tên 10 bạn nhận quà của các Tường ngày hôm nay nữa nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Người đầu tiên là Vân Nguyễn. Vân Nguyễn, có nhiều người là nhận quà của các Tường mấy lần luôn rồi đó. Người thứ hai là Châu Hồng. Châu Hồng, share livestream các Tường về Facebook cá nhân, bật chế độ công khai để nhận quà nha. Người thứ hai là Châu Hồng rồi ha. Người thứ ba là Lương Nguyễn, Lương Nguyễn, Lương Nguyễn. Người thứ tư là Anh Hoài, Anh Hoài hay Ánh Hoài, Anh Hoài, Ánh Hoài. Người thứ năm là Hoa Bằng Lăng, Hoa Bằng Lăng này cũng có trúng mấy lần rồi nè. Hoa Bằng Lăng, Hoa Bằng Lăng. Người thứ sáu là Trần Mến, Trần Mến, Trần Mến. Người thứ bảy là Đào Lê, Đào Lê, Đào Lê. Người thứ tám là Hà Lê, Hà Lê. Đang đọc tên mấy bạn nhận quà nè. Người thứ chín là Hồng Trần, Hồng Trần, Hồng Trần. Rồi người thứ 10 là Lan Anh, Lan Anh. Bà con ơi, những ai mà Tường vừa đọc tên nhận quà, vui lòng inbox cho Tường địa chỉ, số điện thoại để nhân viên các Tường chốt cái phần quà của mình ngày hôm nay nha. Mọi người ơi, nhớ nha, và tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân đi. Một chút xíu Tường vẫn còn những phần quà gửi tặng cho mình nữa nha. Dạ đúng rồi, Hân Quỳnh ơi, để lại số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ tư vấn cho mình nha.
À, cảm ơn Hân Quỳnh rất là nhiều. À, tại vì tư vấn kỹ mới biết mình là bao nhiêu tuổi, da mình như thế nào á, để sẽ tư vấn cái sản phẩm nó phù hợp với da mình cho mình luôn. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân để nhận quà của Cát Tường nha. À, bà con thoa cái kem này rất là dễ chịu, mùi thơm nó thoang thoảng nhẹ thôi ha. Ban ngày chúng ta đi làm chúng ta thấy thích lắm, tại vì nó không có bị bết dính trên cái làn da của mình nè. Hồi nãy Tường thoa nè, buổi tối mình đi ngủ cũng không có bị dính trên quần áo của mình luôn, cho nên mọi người yên tâm. À, cảm ơn Hoàng Mơ nhiều. Ok, Ngọc Nguyễn thấy số điện thoại của mình rồi nha. Mọi người ơi, chương trình khuyến mại của Cát Tường sẽ kéo dài đến thứ bảy tuần sau, và đây là nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 10, cho nên đây là một chương trình tặng quà khủng nhất trong năm, khuyến mại đặc biệt nhất trong năm luôn. Mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này nha. Mua một combo và tặng một combo thì rất là lợi rồi. À, tôi nhắc lại ngày hôm nay á, là tôi bán cái combo chống lão hóa trị giá là 2.490.000. À, cái combo chống lão hóa này chúng ta sử dụng được từ 5 đến 6 tháng nha, và tặng ngay một cái combo trẻ hóa da làm trắng da trị giá 1.120.000 đó. À, chị ơi, em mua hai combo có tặng mặt nạ không chị? À, mình là mua một thấy chị không, Tường thấy nè. À, cho Tường cái địa chỉ số điện thoại đi nha, nhân viên của Tường sẽ tư vấn và chốt có đơn hàng cho mình luôn. Ngày hôm nay có nhiều phần quà tặng cho mình lắm, những bạn nào không có mua hàng xe livestream còn được tặng quà, mà huống chi là quý khách mua hàng. Cho nên mọi người để lại số điện thoại cho Tường nha, nhân viên Tường sẽ chốt đơn hàng liền cho mình luôn. Sinh Hoàng, chị nhận được hàng, đợi chị báo lại cả bộ, sao không gửi đủ cho chị? Chị Sinh Hoàng ơi, chị nhận được hàng, chị nhắn không có dấu, em đang nghiên cứu đọc sao đây nè. Chị nhận được hàng, đợi chị báo lấy. À, chị báo lấy cả bộ sao không gửi đủ cho chị? Để nhân viên Tường kiểm tra lại nha chị Sinh Hoàng. Nhiều khi mình đặt nhiều lần nên là chia làm nhiều đơn hàng, hay là có sơ sót gì không, Tường sẽ kiểm tra lại giùm cho mình liên lạc với chị nha chị Sinh Hoàng ơi. Nhiều khi nó cũng có những cái nó bị gọi là trục trặc ngoài ý muốn á, nhiều khi nó cũng có thiếu sót, sorry chị nha. Kéo lên giùm cái đi. Ôi. À, em được tặng quà rồi. Ở ok Châu Hồng, cứ inbox đi, nhân viên của Tường đông lắm, sẽ tư vấn cho mình nha, sẽ chốt quà cho mình, mọi người cứ yên tâm, không có sao đâu. Chị Nguyễn Thảo ơi, chị mua combo gì vậy? Chị Nguyễn Thảo ơi, thấy số điện thoại rồi mình chưa biết là combo nào. Ok, chào Tường Vi. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream các Tường về Facebook cá nhân để nhận quà nha. Share livestream về Facebook cá nhân, bật chế độ công khai, chụp màn hình inbox gửi cho các Tường thì là sẽ có cơ hội nhận quà. Và mỗi phần quà là ba cái mặt nạ làm trắng da từ Hàn Quốc trị giá là mặt nạ là 70.000, rất là hiệu quả, cung cấp độ ẩm và làm trắng da, hồng làn da của mình một cách tự nhiên. À, tôi nhắc lại cái bộ sản phẩm làm trắng da của Cát Tường là trắng thật chứ không phải là trắng ảo, cho nên mọi người thoa lên rồi sau này chúng ta không sử dụng kem nữa thì da mình cũng không bị hồi lại như trước, bởi vì đây là trắng hoàn toàn tự nhiên và nâng tông tự nhiên từ bên trong. Combo chống lão hóa có tặng một trong hai không? Hai một là sao? Mua một cái combo chống lão hóa là gồm hai món như thế này ha, một cái serum và một cái kem dưỡng, 2.490.000 là tặng một bộ làm trắng da, gồm có một cái dưỡng da trắng da mặt và một cái dưỡng trắng da toàn thân, trị giá là 1.120.000 nha. Thì đặt combo này nè, là tặng combo này nè, mỗi combo là hai thứ, combo này hai món luôn, 2.490.000 tặng combo này hai món là 1.120.000. Dạ chị Đỗ Thị ơi, nếu mà chị 58 tuổi thì chị xài giùm em cái bộ chống lão hóa nha chị, tại vì cái bộ trắng da này nó dành cho tuổi trẻ thôi, còn mình hơi lớn tuổi, 35 tuổi trở lên thì thường xài giùm cho Tường cái bộ chống lão hóa này nè, thì cái độ cái như là cung cấp cái độ ẩm, cái dinh dưỡng nó mạnh hơn là cái làm trắng da, nó phù hợp với da của người lớn hơn, mình mất tuổi trung niên đó thì cái cơ địa của mình nó giảm cái nội tiết tố của mình nó bị giảm rồi à, cho nên là cái mình sử dụng cái này nó mới tái tạo cái collagen giùm cho mình được, mình mới trẻ hóa cái làn da của mình được nha chị. Ok Nguyên Thảo, cảm ơn chị nha. À, cảm ơn Chi Chi, mình xài hiệu quả, giới thiệu cho nhiều người cùng sử dụng giùm cô nha Chi Chi ơi.
đó. Thì Tường chia sẻ lại nha, những cái sản phẩm của bên mình á, nhất là cái combo mà làm trắng da, đó là trắng da một cách tự nhiên, nó thích hợp với những người nào mà muốn nâng tông cái làn da của mình, muốn tìm một cái nơi bán hàng uy tín đảm bảo chất lượng để mà mình mua mình sử dụng thì yên tâm ha, vào đúng trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường, vào đúng số điện thoại hotline 0985382424 mình yên tâm mình mua mình sử dụng. Và nó phù hợp với những người nào thích nâng tông của mình một cách thật sự, nó không bào mòn cái bề mặt da, nó không làm tổn hại da của mình, nó không phải như những kem trộn, những cái hàng trôi nổi không có nguồn gốc ở trên thị trường, cho nên mình yên tâm. Và khi sử dụng mọi người cũng đừng than, mọi người xài từ từ thôi, nó sẽ cải thiện làn da của mình sau vài tuần mình sử dụng. Mình cũng đừng có ham thoa nhiều quá, tại khi mà thoa nhiều nó không thẩm thấu kịp cho làn da, nó sẽ bít tắc cái lỗ chân lông của mình, nó chỉ gây da mặt của mình nó bị dị ứng nổi mụn thôi. Thoa một lượng vừa đủ, ví dụ như cái kem á, thì chúng ta chỉ lấy một lần chúng ta sử dụng bằng một cái đầu đũa chấm kem lên 5 điểm trên gương mặt, trán mũi hai bên gò má cằm, chúng ta thoa đều ra theo cái chiều từ dưới lên và từ trong như thế này, rồi chúng ta vỗ nhẹ cho cái kem nó thẩm thấu vào da mặt của mình, như vậy là hợp lý rồi. Cũng không có cần phải massage quá nhiều, nhiều khi mình không biết cách massage mình làm cho da mình nó chảy xệ thêm thôi. Ok, Nghi Minh Phan Tường thấy rồi, cảm ơn bạn nha. Chị Thanh Yến ơi, chị mua combo gì vậy Thanh Yến ơi? Ok, Trí Hoài Lê, nhân viên Tường sẽ tư vấn cho mình nha, sẽ liên lạc với mình luôn. Cảm ơn Nghi Minh Phan. Sản phẩm bên chị Tường là tuyệt cứu mèo. Cảm ơn Thảo Ngân. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream cho các Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà của các Tường nha. Mỗi phần quà là 3 cái mặt nạ làm trắng da cực kỳ tốt luôn. Nếu mà không bỏ lỡ những phần quà rất là tiếc, rất là uổng nha. Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Một chút xíu nữa Tường sẽ tiếp tục đọc tên nhân 5 bạn nhận quà của các Tường ngày hôm nay nữa. Cảm ơn cả nhà nha. Rồi khi mà hôm nay Tường nói lại, cái này là cái kem dưỡng trắng da mặt ha, rồi cái kem dưỡng trắng da toàn thân cũng vậy, mình cũng thoa kem dưỡng trắng da toàn thân lên cái những cái nơi mình muốn làm trắng, cụ thể là hai cánh tay nè, hai cái chân nè, vùng cổ nha, đừng để cái mặt trắng mà cái cổ nó đen ha, vùng cổ của mình. Và lưu ý mình cũng thoa một lượng vừa đủ để cho nó thẩm thấu đủ vào làn da của mình là ok. Bộ sản phẩm như thế này mình xài được tầm 3 tháng trở lên, cho nên là mọi người yên tâm, nếu mà mình muốn hiệu quả cao thì mình có thể sử dụng một ngày 2 lần. Và đặc biệt giùm cho Tường 3 ngày là phải sử dụng kem chống nắng nha cả nhà, không sử dụng kem chống nắng là da mình không thể nào trắng mà cũng không thể nào chống lão hóa được đâu. Hôm nay là Tường có chương trình khuyến mãi đó, mình free ship nha Khánh Quỳnh ơi, mình đang mua một combo tặng một combo hoặc là mua combo tặng một cây son. Và Tường nhắc lại cái lượng son của bên Tường là có hạn thôi, tại vì đây không phải là hàng bán, hàng Tường chỉ mua tặng, cho nên là mọi người mình có 5 tông màu để mọi người sử dụng ha, để mọi người có thể lựa chọn. Mọi người nhìn thấy màu bên cái Tường rất là đẹp, đánh lên nó rất là tự nhiên trên làn da của mình. Thì mọi người mua một cái combo làm trắng da đó, 1.120.000 sẽ được tặng một cái cây son trị giá là 290.000. Số lượng son có hạn nên mọi người nhanh chóng đặt số điện thoại và đặt hàng ngay hôm nay để được nhận cái combo, để được nhận cái phần quà là một cây son của Hàn Quốc 290.000 nha. Còn nếu mà ai mà đã mua một cái combo chống lão hóa rồi thì miễn nhiên là được tặng một combo làm trắng da 1.120.000 luôn, rất là có lợi. Mua một combo mà tặng một combo, quá lợi luôn. Tôi bán hàng chứ phải chi, tôi không phải là người bán hàng, tôi mua hết rồi. Đúng rồi, mỹ phẩm của bên chị là xuất xứ từ Hàn Quốc nha. Mỹ phẩm của bên chị là xuất xứ từ Hàn Quốc, cho nên là mọi người yên tâm, Tường là hàng xách tay từ Hàn Quốc đem về, cho nên là mọi người yên tâm, cái mình biết rõ nguồn gốc xuất xứ khi mình sử dụng, cho nên mình an tâm. Rồi cái người bán xinh đẹp, duyên dáng, dễ thương, tư vấn nhiệt tình nữa, mọi người yên tâm ha. Mình vào đúng trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường, vào đúng số hotline 0985382424 để mọi người yên tâm đặt hàng. Hà My ơi, mình chỉ cần để là số điện thoại đặt hàng, để là số điện thoại ha, và mình muốn mua combo nào, combo chống lão hóa hay là combo làm trắng da thì để lại cho mình Cát Tường và nhân viên của mình sẽ chốt đơn hàng luôn. Hiện tại Tường bán hàng trên cái trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường này là toàn bộ mặt hàng Tường xách tay từ Hàn Quốc về nha Hồng Trần ơi. Có gì thì mình có thể liên hệ trực tiếp trong trang fanpage này. Tường chỉ có trang fanpage hiện tại bán hàng trên trang fanpage này và Facebook cá nhân của mình thôi. Mọi người lưu ý đừng có vào những cái trang, mọi người có thấy là Tường ngồi livestream như vậy nè là mình biết là trang chính hãng, trang gọi là chính chủ rồi. Còn cái nào mà cứ cắt clip, share clip rồi kia cắt đầu cắt đuôi là coi chừng người ta cắt mặt của Tường, người ta quảng cáo. Tại hiện tại Tường thấy rất là nhiều người vô Facebook cá nhân của Tường cũng giống như là vô trang fanpage này mà hỏi mua mấy mặt hàng Tường không có bán không à, là Tường biết ngay là có nhiều người người ta
cũng lấy hình ảnh của Tường, người ta cắt ghép, ta quảng cáo nhiều mặt hàng khác á. Cho nên có gì thắc mắc mình cứ gọi trực tiếp đến số hotline của bên Cát Tường 0985382424 để mình được yên tâm nha. Ok, Lê Bích Trân cảm ơn nha, thấy rồi. Cảm ơn Thu Hạ, thì mình chăm sóc dưỡng da, mình thường xuyên điều đặn thì mình sẽ được trẻ nha Thu Hạ ơi. À, có luôn nha Thu Phạm, chị cho số điện thoại, nhân viên Tường sẽ tư vấn cho mình nha. Tại vì ngày hôm nay Tường không có tư vấn cái bộ trị nám, hẹn là livestream lần sau. Hôm nay Tường là tư vấn cái bộ trẻ hóa da và làm trắng da. Rồi Tường nhắc lại chương trình khuyến mãi ngày hôm nay, và ít phút nữa Tường sẽ đặt tên đến 5 bạn nữa nhận quà của các Tường. Mỗi phần quà là 3 cái mặt nạ làm trắng da rất là hiệu quả của Hàn Quốc. Mọi người share livestream các Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn để được nhận quà của các Tường ngày hôm nay nha. Rồi ít phút nữa thôi Tường sẽ đọc tên thêm 5 bạn nhận quà của Tường nữa. Và chương trình khuyến mãi mua một combo tặng một combo này sẽ kéo dài cho đến thứ 7 tuần sau, nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 10. Còn mọi người quý khách nào mua hàng thì inbox thì có thể để lại số điện thoại và cái combo mình muốn mua, nhân viên của Tường sẽ chốt hàng ngay ngày hôm nay để nhận cái chương trình đặc biệt này luôn. Có luôn nha Kiều Phương ơi, để lại số điện thoại, nhân viên Tường sẽ tư vấn cho phù hợp với làn da của mình nha Kiều Phương. Dạ em cảm ơn Việt Hương ạ. Bên em thì rất là uy tín rồi, tại vì thật sự bán hàng là cũng muốn chia sẻ bí quyết làm đẹp với chị em phụ nữ mình thôi, mà bán với uy tín thì mới mua bán được lâu dài. Chủ yếu là mỗi tuần đều ngồi đây để mà chia sẻ nói chuyện với mọi người là tôi cũng vui nữa. Nếu mà bán hàng mà không đảm bảo uy tín thì làm sao mà dám ngồi livestream như vậy hoài, mọi người chửi chết. Bên đội Tường thì có đội ngũ nhân viên tư vấn rất là tận tình và cũng chăm sóc khách hàng rất là tốt, rồi sẽ theo dõi quá trình mình sử dụng luôn, rồi tiếp cập nhật giới thiệu những cái sản phẩm mới của bên Cát Tường tới cả nhà mình, cho nên mọi người yên tâm ha. Ok, cảm ơn Nguyễn Đông, thấy số điện thoại rồi nha. Kiều Phương ơi, mình mua combo gì vậy chị Kiều Phương? Thấy số điện thoại rồi mà không biết chị mua combo nào, có gì nhân viên Tường sẽ tư vấn với mình nha. Tường nhắc lại chương trình của Tường ngày hôm nay, mua một combo trẻ hóa da, chống lão hóa, trẻ hóa da, làm săn chắc cái làn da của mình, gồm một cái tinh chất Galactomacid, tặng một cái tinh chất Galactomacid trị giá là 990.000, một cái kem dưỡng trắng da, một cái kem cung cấp độ ẩm cho làn da, trẻ hóa da, làm săn chắc, chống chảy xệ, bị nhão với làn da của mình, làm xóa mờ những cái vết sạm trên làn da, bọng mắt, vết chân chim, những cái rãnh, những cái râu rồng trên làn da của mình, để kéo lại, phục hồi lại cái tuổi thanh xuân của mình, kéo lại cái làn da của mình giống như lúc tuổi còn đôi mươi. Cái hũ kem dưỡng này Benjamin Button trị giá 1.500.000, như vậy là cái combo trắng trẻ hóa làn da này trị giá là 2.490.000. Và mua combo này ngay trong livestream ngày hôm nay, tặng ngay một cái combo làm trắng da, gồm có một cái kem trắng da mặt, một cái kem trắng da body. Cái kem trắng da mặt trị giá là 490.000, kem trắng da body trị giá là 630.000. Thì cái combo này trị giá là 1.120.000, sẽ được tặng ngay ngày hôm nay, tặng miễn phí. Tại vì mua một cái combo chống lão hóa là tặng ngay combo trắng da. Trẻ hóa da là 2.490.000 nha Đăng Lê, 2.490.000. Mình mua lẻ là cái anh serum này là 990, và cái anh kem dưỡng Benjamin Button là 1.500.000. Một combo hai sản phẩm như vậy là 2.490.000, và mua trong cái livestream này tặng ngay một cái combo làm trắng da trị giá 1.120.000. Ok, Nguyễn Phương Ly cảm ơn nhiều. Ok, Trang Quỳnh, tôi sẽ check inbox nha, check inbox trả lời cho mình, Trang Quỳnh yên tâm nha. Rồi cả nhà còn ai muốn Tường tư vấn cái gì nữa không mọi người ơi, tiếp tục sẽ livestream của các Tường về Facebook cá nhân, và 5 phút nữa Tường sẽ đọc tên thêm 5 bạn nữa nhận quà của các Tường ngày hôm nay nha. Đây là cái chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm, kỷ niệm ngày 20 tháng 10, bà con đừng bỏ lỡ cơ hội nha. Và những người nào mà Tường đã đọc tên là trúng quà thì vui lòng inbox địa chỉ với số điện thoại, nhân viên của các Tường sẽ chốt hàng cho mình, chốt cái phần quà của mình ngay ngày hôm nay luôn, đừng để mấy ngày sau rồi mình mới vào mình đòi quà thì nhân viên của Tường khó kiểm soát lắm, như vậy không có hợp lệ nha. Share cái livestream các Tường về Facebook cá nhân và bật chế độ công khai để mọi người có thể nhìn thấy cái chia sẻ của các Tường. Và mọi người muốn săn quà, muốn nhận quà của bên các Tường thì mọi người hãy like cái trang fanpage của Tường và bật đèn ở chế độ ưu tiên á, thì mỗi khi mà Tường vô Tường livestream như vậy mọi người sẽ được thông báo và mọi người theo dõi liền để nhận quà của các Tường. Cảm ơn Hồng Nhi Cao. Ok, Lê An Nhi muốn lấy sỉ thì mình để lại số điện thoại ha, nhân viên của Tường sẽ liên hệ và đưa những cái phương thức để mình hợp tác với nhau nha.
Ok, cảm ơn Kim Cương. 36 tuổi là mình xài cái combo này nha chị Nguyên Nhung ơi, cái combo trẻ hóa da nha. Mình từ 30 35 đổ lên là mình da của mình nó bắt đầu nó chậm tái tạo cái collagen bằng những cái da lúc trẻ, cho nên bắt buộc mình phải sử dụng cái combo trẻ hóa da để nó hỗ trợ mình tái tạo cái collagen, nó cung cấp những cái dinh dưỡng, những cái chất dinh dưỡng nó làm cho cái làn da của mình nó trẻ hóa, thì mình sử dụng cái combo này là hợp lý nha chị. Ok Ngân Quỳnh ơi, tôi thấy số điện thoại rồi, cảm ơn bạn nhiều nha Ngân Quỳnh. Rồi còn ai tư vấn gì nữa không nè, 5 phút nữa tôi sẽ đọc tên 5 bạn nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay nữa nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chương trình khuyến mãi của Tường sẽ kéo dài cho đến thứ bảy tuần sau, nhưng mà số lượng son của Tường thì có hạn, mọi người phải nhanh chóng đặt hàng ngay trong cái livestream này một cái bộ để được tặng một cái cây son như cây son Hàn Quốc 290 khi mà mình mua một cái combo dưỡng trắng da nha. Đảm bảo chất lượng nha Mai Thu ơi, yên tâm nha Mai Thu. Thấy rồi ha Bê Lam ơi, Tường thấy nha. Rồi có ai muốn tư vấn gì nữa thì mọi người hãy comment đi rồi Tường sẽ tư vấn cho cả nhà. Ok chị Thu Vân cho Tường số điện thoại nha, một bộ trẻ hóa da. Bộ trẻ hóa da của Cát Tường là 2.490.000 và mua ngay trong ngày hôm nay, tặng một cái bộ làm trắng da 1.120.000 luôn. Mọi người share live Cát Tường về Facebook cá nhân, 5 phút nữa Tường sẽ đọc tên 5 bạn nhận quà. Mỗi phần quà là ba cái mặt nạ làm trắng da của Hàn Quốc. Mỗi cái mặt nạ như vậy trị giá là 70.000, xài rất là hiệu quả. Một tuần chúng ta có thể duy trì xài 1 đến 2 cái mặt nạ như thế này, đảm bảo cung cấp đầy đủ cái dưỡng chất cho làn da. Và Tường nhắc lại cách mình sử dụng sản phẩm bên Cát Tường đạt hiệu quả là mọi người lưu ý hai bước, một bước trước và một bước sau khi sử dụng sản phẩm. Trước là dù mình sử dụng bất kỳ một cái combo nào thì mọi người lưu ý là phải tẩy trang, rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt, rồi lau lau mặt bằng khăn lông mềm mịn, sau đó xức cái nước hoa hồng để cân bằng da và xoa khít lỗ chân lông, sau đó mới tới sử dụng cái serum xong rồi mới tới sử dụng cái kem dưỡng nha. Còn trắng da cũng vậy, chúng ta cũng phải tẩy trang, rửa mặt thật sạch, rồi nước hoa hồng, sau đó chúng ta mới sử dụng cái kem dưỡng trắng da. Tuy nhiên nếu là ban ngày thì bắt buộc mọi người phải sử dụng cho Tường cái kem chống nắng nha. Phải có kem chống nắng khi ra đường, nếu không thì làn da của mình sẽ không thể nào trắng và cũng sẽ rất là mau bị lão hóa với cái ánh nắng của mặt trời nó chiếu thẳng vào da mặt của mình. Mọi người lưu ý hãy có ánh sáng là có nắng nha quý vị. Mọi người đừng nghĩ mình ngồi làm văn phòng, ngồi trong gym trong mát là mình không bị đen. Những cái ánh nắng của đèn nó hát vô mặt mình đen mới lẹ đó nghe quý vị. Nhưng mọi người thấy hồi trước khi mà Tường chưa xài kem dưỡng, Tường là da bánh ít đen lắm, tại vì Tường đâu đi ngoài nắng đâu. Nhưng mà từ ngồi trong studio cũng đánh đèn, quay phim trường toàn đánh đèn cao áp vô mặt không à, da mặt vẫn đen và sạm như thường. Nên là mình phải tích cực mình dưỡng kem dưỡng, dù mình làm máy lạnh, mình ngồi máy lạnh nhiều da mặt mình nó càng bị khô và cần phải cung cấp cái độ ẩm hơn nữa. Ok cảm ơn Nguyễn Thảo nha. Rồi thấy số điện thoại của Hoàng Mơ rồi, cảm ơn nhiều. Em xài bộ trị mụn rau má, bên chị thấy da có tiến triển hơn rồi. Cảm ơn Dân Đặng nha, giới thiệu nhiều người mua sản phẩm của Tường giùm nha. Chị ui, sản phẩm chị giới thiệu có thoa vùng mắt được không? Được chứ em, cái Benjamin Mutong này, cái serum này là mình thoa hết cả mặt luôn mà, mình thoa vùng mắt luôn đó, nó cũng mờ những cái bọ mắt của mình luôn đó. Em mới sinh em bé có thể dùng kem 2-in-1 wifi, ok rất là tốt nha. Mình đang mang thai mình cũng sử dụng được nữa, mình sanh xong rồi đâu có vấn đề gì đâu em. Sanh xong rồi da của mình á là mình đang nghỉ dưỡng á, là mình tắp cái kem trắng vô, mai mốt da mặt mình nó hồng hào, nó trắng mịn đẹp lắm luôn á. Ok cảm ơn Lê Hạ Như, thấy chưa, nhận quà của Tường mà Tường nói ai nhận quà sẽ nhận quà, có thể nhiều khi chậm 1-2 ngày, mọi người cảm phiền giùm, tại hàng ngày Tường cả ngàn đơn hàng xuất ra lẫn lời tặng quà lia lịa luôn, bữa nào livestream cũng có tặng quà cho nên nhiều khi có sơ sót hay có chậm trễ mọi người thông cảm giùm Tường nha. Còn mọi người có thắc mắc gì mọi người có thể liên hệ trực tiếp cái số hotline của các Tường hoặc là inbox vô cho cái trang fanpage của các Tường, là các Tường sẽ xem và trả lời mọi người. Không có Phạm Băng ơi, cảm ơn Thảo Mai. Rồi cả nhà ơi, bây giờ tôi sẽ đọc tên cho cả nhà 5 người nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay nữa nha. Mọi người lập tức share livestream Cát Tường về Facebook cá nhân và share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà. Những anh chị nào vào sau chưa xem kỹ được livestream mình cũng có thể xem lại để nghe Tường tư vấn về da. Ngày hôm nay Tường nhắc lại một cái combo chống lão hóa thì trị giá là 2.490.000, được tặng ngay một combo làm trắng da 1.120.000. Còn mua một combo làm trắng da 1.120.000 thì được tặng một cây son Hàn Quốc trị giá là 290.000, và số lượng son thì có
có hạn, mọi người hãy đặt hàng ngay trong livestream này để được lặn tặng son nha. Và chương trình khuyến mãi mua một combo tặng một combo của Cát Tường kéo dài đến thứ bảy tuần sau nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 10. Mọi người ơi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ủng hộ trang fanpage của Cát Tường và ủng hộ những cái sản phẩm của bên Tường. Mình phải cẩn thận khi mua hàng để đúng trang đúng chủ để mình đảm bảo là mình chăm sóc tốt cho làn da của mình, đừng mua chống cái hàng trôi nổi ngoài thị trường mà nó tổn hại đến làn da của mình nha. Chị khỏe, cảm ơn Bút Phạm. Chị không biết nữa, Nhãn Hà ơi, thì mọi người nói ốm nó, không biết có ốm không nữa. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ đọc tên 5 bạn nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay nữa nha. Người đầu tiên là Thục Băng. Thục Băng. Người thứ hai là Mỹ Nghi. Mỹ Nghi. Người thứ ba là Ngân Đặng. Ngân Đặng. Người thứ tư là Phạm Chi. Phạm Chi. Người thứ năm là Mai Thu. Mai Thu. Rồi, ok, như vậy là ngày hôm nay có tới 20 phần quà gửi tặng cả nhà ha. Mọi người hãy, người nào mà Tường đọc tên nhận quà hãy inbox ngay cho Tường địa chỉ số điện thoại để nhân viên của mình sẽ xác nhận với mọi người là mình đã nhận được quà nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tường nhắc lại cái bộ cái combo ngày hôm nay của Tường, một cái combo gồm có một cái chai săn chắc da sẽ và cái serum săn chắc da và làm nâng tông cái làn da của mình, cung cấp độ ẩm và tái tạo collagen, là cái chất dẫn để cho sử dụng cái kem dưỡng nó được thẩm thấu nhanh hơn, trị giá là 990.000. Cái kem dưỡng chống lão hóa Benjamin Button trị giá là 1.500.000. Thì cái combo chống lão hóa ngày hôm nay như thế này là 2.490.000. Mua combo này 2.490.000 được tặng ngay một combo làm trắng da. Một combo làm trắng da gồm có hai sản phẩm kem dưỡng trắng da mặt 2-in-1 Wi-Fi Perfection giá là 490.000 và một cái kem dưỡng trắng da body 2-in-1 White Body Perfection trị giá là 630.000. Một combo như thế này là 1.120.000. Mua một combo 2.490.000 tặng một combo 1.120.000 cả nhà nha. Còn nếu như mà chúng ta mua cái combo trắng da 1.120.000 này thì chúng ta sẽ được tặng một cây son 290.000 của Hàn Quốc. Toàn bộ sản phẩm bán và sản phẩm tặng của Cát Tường đều là hàng xách tay từ Hàn Quốc, của những hãng mỹ phẩm, của những hãng mỹ phẩm nổi tiếng bên Hàn Quốc. Hàng của Cát Tường đều có trưng bày bán ở những trung tâm thương mại lớn ở Hàn Quốc. Mọi người yên tâm về nguồn gốc xuất xứ nha. Ok, Thục Băng, nhân viên của Tường sẽ tư vấn cho mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bây giờ thì mặc dù chưa đến ngày 20 tháng 10, Tường cũng xin chúc tất cả các chị em phụ nữ một ngày 20 tháng 10 rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc bên gia đình và những người thân của mình. Chúc chị em phụ nữ chúng ta ngày càng đẹp để bảo vệ bản thân mình, để chăm sóc gia đình và để giữ được hạnh phúc trong gia đình của mình. Mấy quý ông ghê lắm, mình không đẹp là không được đâu, không giữ được chồng đâu cả nhà ơi. Rồi các quý ông ơi, nếu mà coi livestream của Cát Tường ngày hôm nay, thương chị em phụ nữ thì hãy mua quà tặng cho những người phụ nữ thân yêu ha. Mua một cái combo tặng cho bạn gái, tặng cho vợ mình và tặng luôn cả cho mẹ mình rất là tiện lợi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi livestream của Cát Tường. Mọi người vô sau mà không theo dõi được livestream vẫn có thể đặt hàng để lên số điện thoại ha. Rồi cái combo mình muốn mua, nhân viên của Cát Tường sẽ chốt hàng ngay trong cái livestream này luôn, thì mình vẫn được nhận ưu đãi là mua một combo tặng một combo hoặc là mua một combo tặng một cây son. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày thứ ba tuần sau ha. Bữa nay thứ mấy? Ngày thứ sáu hả? Thứ ba tuần sau là ngày mấy hả? Ngày 23 hả? Hẹn mời gặp lại mọi người vào ngày 23 thứ ba tuần sau vào lúc 7 giờ tối nha. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ, nếu mà ai có những cái thắc mắc gì và muốn Tường tư vấn trực tiếp, mình soạn sẵn câu hỏi đi, để lúc Tường livestream thì mọi người sẽ vô comment rồi Tường sẽ tư vấn cho cả nhà luôn. Ok, cảm ơn Trần Thanh Thảo, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thấy số điện thoại Hương Lan rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn Phương Ngọc Nguyễn luôn, cảm ơn cả nhà luôn luôn ủng hộ và quan tâm những sản phẩm của bên Cát Tường, theo dõi đồng hành cái quá trình phát triển sự nghiệp của Cát Tường. Cảm ơn rất là nhiều. Đừng luôn luôn tri ân khách hàng và bán hàng với một cái tiêu chí là uy tín và đảm bảo chất lượng, với mong muốn là giúp tất cả chị em phụ nữ chúng ta mỗi ngày đều đẹp ra. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn vào tuần sau. Tạm biệt. Tạm biệt mà bấm không có được, như là không muốn tắt đó bà con ơi.